tất cả mọi người đã quay trở lại với Tamao TV. Thổi tiếp đi. Sao này? Thổi to à? Tao đoán đúng, tao đập đây thì rồi được, chơi luôn. Chơi, sợ gì? Tao đang đang bên nào nhỉ? Trên đây thì hên xui à? Đi giải hên xui. Mắt này. Mắt thì phải mò.
Jadi kenai tua ya. Mai. Ai. Bangun. Ui, wah. Joy. Wah. Ui, đã mới xem rồi. Ui, có chưa? Ơi. Con cóc à? Bóng bay con cóc đấy. Siêu con cóc đấy, thấy chưa? Có chưa? Không tin thì ta đang bơm xem nó to đến mức nào. Quả này to lắm. Chứ ăn thua gì đâu, nó to có 3 lớp 4 lần này cơ, mẹ tâm bơm quả to chân trọng luôn. Dở à? Hết hết cánh nước, hết cánh nước. Ôi, nổ đây. Không nổ đâu. Nổ. Không nổ đâu. Ui. Đấy đi cho, nổ, bơm cho thì nó. Ôi. Ôi. Bơi giỏi, bơi cạn. Không, bây giờ mày bơi giỏi, mày lặn giỏi. Tao mày thi xem thằng nào lặn lâu hơn. Trời ơi, sợ gì? Này xem thằng nào lâu hơn. Anh tuổi gì? Ai thắng được tiền gì? Ô, Văn Kê. Nhớ nha. Ừ, nào. Chọc trước anh bà rồi. Nào, từ từ, 1, 2, 3 nhé. Đâu rồi? Thôi à? Hòa! Hòa! Tao lên mày cũng lên! Tiền lên sau! Tao lên mày cũng lên, tao vừa lên cái nhé. Mày cũng lên mày phụt nước ra. Đừng có điêu! Tao lên mày cũng lên! Hòa! Không biết! Tiền lên sau! Này đừng có chơi để uống Hòa! Trời ơi! Nước đó? Đây! Điêu! Mày chơi bẩn! Trả đây! À. Trả tiền! Điêu gì mà điêu! Ai chơi bẩn chơi uống hết nước hả? Anh có bảo là được, anh có bảo là không được uống nước đâu. Ê ê rồi chủ quản gia đi về. Anh cho nó chơi bẩn nhé, mày mày nhớ đấy. Về vừa kêu hả? Con chó này mất à, mày lừa tao. À. Em đi làm rồi về nhà. Sao mà vào được? Trong cổng. Tay tao thì quế. Chịu được hết. Chịu được à? Chịu được. Chịu đi. Thôi.
sao được? Chấm một tay à? Chấm được mà. Xuống đây là tao chết toay đấy. Ui, nhanh lên. Thì mày làm nào để tao xuống được? Gọi mẹ mày đi. Em đi làm. Chìa khóa đâu? Chìa khóa để mở kiểu gì? Ôi, tao ngứa mũi quá. Đau tay. Nhanh lên. Làm nào bây giờ? Ây, mỏi chân quá. Sao cái cổng nhà mày sắc thế? Ê. Ui, ngã chết tao đấy. Không chết đâu. Thế làm thế nào tao xuống được? Tao ở đây đến tối à? Nhảy xuống đi. Nhảy từ cả mắc đít rồi. Thì em kéo cắt rồi nhé. Cắt thì tao ngã. Nhanh lên. Gọi cứu cập, cứu 115 nhanh lên. Kiểm tra. Cái gì đây? Cầm cho em cái này. Để tao có tay đâu, tay tao đau quá. Mày làm gì đây? Để em cấp cứu. Ơi đừng có cắt hỏng quần cắt. Tao không cắt đi, anh ra kiểu gì? Ây, ui, cửa nào? Ây, cháu nha. Đừng. Sao quá? Ui, thật là nguy hiểm lắm. Ui, sao ui mà? Ui, ui đừng. Ui, chết toi đấy, ngã chết toi đấy. Ây, ui. Ở im cái vừa đâu. Anh ơi ra đi đi. Đây, nhưng mà tao ngã xuống đi. Chứ tao gãy nốt tay nữa đây. Đừng. Anh ơi. Thì mày gọi cứu trợ đi. Em là cứu hộ mà. Em cứu cho đi. Cứu hộ xuống. Ui. Làm nào gãy nốt tay tao đấy. Tao vừa gãy một tay, gãy nốt tay nữa thì làm nào. Ui. Mệt quá. Gì đây? Nó bị mắc. Rồi. Em là cứu trợ đây. Ai ui.